Chào tất Máy cả hút mọi chân người, không xin điều chào anh hòa em. ô tô, máy xúc máy, công trình Trong gia cái đình. video ngày hôm nay em xin review cho mọi người một cái sản phẩm, đó chính là cái mẫu máy hút chân không hai chiều, vừa hút vừa đẩy của hãng Flex nha anh em nhé. Đây, với cái mẫu này thì nó rất là đa năng và tiện lợi, ở đặc điểm là chúng ta có thể lắp bánh xe và có thể di chuyển được rất là nhẹ nhàng. Mỗi một mẫu thì nó sẽ có một cái ưu điểm đặc biệt riêng. Để tiện lợi cho cái quá trình quay thì em đã táo hai cái đầu vừa hút vừa đẩy ra để cho nó tiện lợi. Đây là điện thì em đã cắm này. Đây anh em nhé. Đây là cái hôm nay em giới thiệu tới anh em là cái model cao cấp nhất. Đó chính là cái D990. Đây. Đó. Các anh nhìn nhé. Đây. Đây là cái đầu đấy, của nó này. Đây là đầu đẩy nhá anh em này. Đây, đầu đẩy này. Đấy. Anh em thấy nó rất là khỏe không ạ? Đây, đây là đầu hút nhá. Anh em nhìn nhá. Đó, đây là đầu hút này. Đó, đây là đầu đẩy nhá. Để mà sử dụng trong điều hòa thì không thể nào thiếu một em nó được. Rất là tiện lợi cho quá trình hút chân không. Đây chính là cái mắt xoay dầu của nó nha anh em nhé. Đấy. Đấy. Đây là cái tay xa sách này, để di chuyển này. Đấy. Đó. Đấy, tắt này. Đấy. Bật. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333 hoặc là 0856727222. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.